Và như vậy thì với một cái gói 10 gram chúng ta sẽ phun trên bình 25 lít và một công 1.000 mét vuông thì chúng ta cần một bình rưỡi đến hai bình phun. Và trong cái metagon thì có chứa hoạt chất fipronil là hoạt chất mà có thể trị được sâu cuốn lá rồi, cho nên là trường hợp của chị Hà thì một mình metagon đã quản lý được cái rầy nâu, trường hợp của anh Hậu thì cũng một mình metagon nhưng mà đã giúp anh được trị được cái rầy nâu và cái sâu cuốn lá trên ruộng luôn. Điều chúng ta lưu ý còn lại là cái kỹ thuật phun, hy vọng là anh chị sẽ hỗ trợ được cây lúa chúng ta trong cái giai đoạn này bằng cái nước đuổi rầy lên và phun cho hiệu quả như cái phần đầu mà thạc sĩ Võ Thế Hùng Thủy đã hướng dẫn anh chị. Cảm ơn thạc sĩ Bích Trân. Anh Phan Minh Tân ở Tân Hiệp cho biết là lúa của anh được 77 ngày đã xịt vi khuẩn 2 lần, bây giờ có cần xịt thêm nữa hay không? Mời thạc sĩ Thủy. Câu trả lời là không. Bởi vì hiện nay thì anh thấy là anh đã xịt 2 lần rồi, thì có thể là cái thuốc đã có tác động vô rồi, thì khi nào mà chúng ta thấy cái triệu chứng nữa thì chúng ta sẽ phun, thì như vậy nó sẽ hiệu quả hơn. Thì một số trao đổi xin trao đổi với anh Tân. Cảm ơn thạc sĩ Thủy. Trả lời câu hỏi cho khán giả có số điện thoại 0939 27 24 15. Lúa đỏ đuôi cong trái me xịt Lakasuto xịt khô được hay không? Mời thạc sĩ Bích Trân. Xin kính chào bà con. Trường hợp là lúa cong trái me đỏ đuôi mà xịt khô được hay không? Ý ở đây là chắc ruộng bà con đã rút nước và chuẩn bị thu hoạch. Nhưng mà xịt đó thì được. Vấn đề ở chỗ là chúng ta quan tâm, giống như phần đầu Phó Giáo sư Phạm Nhâm Kim có lưu ý bà con là từ giai đoạn mà lúa chúng ta trổ về sau thì cái nước nó cũng rất là cần. Bởi vì chúng ta biết là cái việc mà lúa tạo được cái tinh bột, thì trong cái quá trình tạo tinh bột, trong cái quá trình tạo cái phản ứng mà tạo tinh bột đó, nó cần phải có cái nước. Chúng ta biết là nước là một thành phần không thể thiếu trong cái quá trình tạo tinh bột. Cho nên là nếu như mà chúng ta bị hụt cái lượng nước, có nghĩa là cây lúa ở khúc sau mà bị hụt nước rồi khô, rồi cái lá lúa bị khô, bị suy kiệt đó, thì cái thuốc nào nó cũng không có tác động mà giúp cho lúa giàu gạo tốt được hết. Do đó là khô là khô, là chúng ta có nghĩa là vẫn đảm bảo cái bản lá lúa xòe và cái màu xanh ở cái phần lá lúa mà còn xanh đó, vẫn đảm bảo được cái bản lá lúa không có bị tớp như thế này. Này là trường hợp chúng tôi để cây lúa nó bị lạnh và nó bị tớp, là nếu như mà ở trên ruộng chúng ta mà thiếu nước thì cái lá lúa nó cũng sẽ tớp như thế này. Do đó mà bà con không để tình trạng này xảy ra, và chúng ta đảm bảo được cái phần chúng ta đi ướt ướt đất đó, cái chân nó còn ướt ướt một chút đó, là chúng ta vẫn phun được. Và như vậy thì còn 15 ngày nữa thu hoạch. Và trên ruộng là bà con đi cái đất nó còn mềm chân, còn ướt cái lòng bàn chân, như vậy là chúng ta có thể phun được cái Lakasuto. Cảm ơn thạc sĩ Bích Trân. Trả lời câu hỏi cho khán giả Lê Phúc Nhịn ở Hậu Giang. Tại sao những vụ lúa gần đây, giai đoạn lúa trổ đều về sau, sâu lá lại bùng phát rất nhiều và khó trị hơn trước? Phải do biến đổi khí hậu, thời tiết thất thường hay là sâu lá đã sinh ra tính kháng? Ý thứ hai anh Nhịn hỏi là thuốc trừ rầy nâu với cơ chế dị độc ít ảnh hưởng đến môi trường và thiên địch, nhưng lúa trổ đều rất khó phun cho tới gốc. Như vậy thì thuốc trị độc và xông hơi nên sử dụng loại nào? Nếu rầy ở mật độ số cao thì có nên trộn hai loại thuốc này lại hay không? Mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Kim. Thưa anh Nhịn, thưa bà con, thì thời gian gần đây thì chúng ta thấy là có cái vấn đề biến đổi khí hậu, và do cái biến đổi khí hậu đó mà cái thời tiết nó có nhiều cái thay đổi, ví dụ như lạnh, năm nay lạnh quá, mà kể cả miền Bắc cũng rất là lạnh nha, rồi ở bên Mỹ cũng lạnh rất là dữ, rồi bên Nhật Bản cũng lạnh rất là dữ, thì đó là do cái biến đổi khí hậu gây ra. Và cái lạnh này nó có ảnh hưởng đến cái đời sống của con côn trùng. Thành ra, nhưng mà có một cái điều, thường là hễ lạnh đó thì con côn trùng kéo dài cái đời sống ra, nó sống lâu hơn và nó trứng nó cũng lâu nở hơn, vân vân. Thì do đó là nó có thể là nó làm rối loạn cái ảnh hưởng mà theo mùa vụ. Thí dụ như lúc có một cái đợt rầy nâu, bây giờ là đợt rầy nâu nó kéo dài ra rồi sau đó nó sẽ gối vụ nha, thành ra là nó có ảnh hưởng tới cái chuyện mà sâu sâu nó sẽ khó trị hơn. Tuy nhiên
cái lúa mà sâu lá bùng phát nhiều lúc mà lúa trổ á, thì tôi nghĩ là do cái tác động của con người mình, là trong đó là mình gieo trồng liên tục cái quanh năm suốt tháng lúc nào cũng có lúa. Nói chung á là hỏng chỗ này có lúa thì chỗ kia có lúa, chỗ này đang thu hoạch thì chỗ kia xuống giống, là chỗ nọ có lúa lớn rồi, thành ra có rất là nhiều cái thức ăn cho cái con côn trùng này. Đó là một. Cái thứ hai nữa thì bà con mình sử dụng thuốc trừ sâu nhiều quá, cho nên nó diệt hết cái hệ thiên địch trong ruộng. Do đó là cái cơ hội để có cái con sâu á nó phát triển nhiều, nhưng mà lại không có những cái người mà diệt bớt nó, không có thiên địch diệt bớt nó, cho nên tự do nó bộc phát. Vì vậy mà bây giờ là lúa non cũng có sâu lá, mà lúa trổ cũng có sâu lá. Đó là cái lý do, là do mình làm lúa mà liên vụ như thế này. Tôi nghĩ là bà con mình phải nghĩ tới cái cách nào, chứ còn nếu mà làm liên vụ vậy thì bà con phun thuốc chết luôn thôi nha. Bây giờ thuốc trị rầy nâu dị độc với lại xông hơi thì như thế nào? Thì tôi khuyên anh là như thế này, anh nên dùng thuốc dị độc, vẫn nên dùng thuốc dị độc, nó ít hại hơn, ít hại cho môi trường hơn. Cái thứ hai nữa, anh muốn có hiệu quả, mặc dù lúa lớn nhưng mà anh bơm nước vào, anh đẩy con rầy nâu lên trên cao, trên này anh phun nhiều thuốc suốt. Thí dụ như nếu mà anh phun bình 16 lít, anh phun 4 bình, hai người đi chồng lối qua lại như thế này, thì như vậy là thuốc nó sẽ xuống tới bên dưới được. Chứ còn mà anh dùng cái thuốc pha với lại vừa dị độc vừa xông hơi thì nó rất là nguy hiểm. Nghĩa chỉ trừ trường hợp là bất đắc dĩ không còn làm cách nào nữa thì anh vẫn có thể anh trộn hai loại thuốc đó anh sử dụng được, nhưng mà rất độc nha. Xin kính chào anh ạ. Cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Kim. Thưa bà con và các bạn, do số lượng câu hỏi gọi về của bà con rất nhiều, nên để có thể trả lời thật nhiều câu hỏi cho bà con nông dân, chúng tôi sẽ dành thời gian còn lại của chương trình cho chuyên mục hỏi đáp nhanh. Phần này thì các nhà khoa học sẽ trả lời ngắn gọn câu hỏi của nội dung câu hỏi mà bà con nông dân gọi về. Trả lời câu hỏi cho anh đúng. Số điện thoại 0939258190. Lúa xét min 80 ngày bị sâu cuốn lá nhện giá. Tôi xịt thuốc trừ hai loại đó cộng chung phun một lần được hay không? Mời thạc sĩ Thủy. Theo tôi là không nên, bởi vì chúng ta thấy là trong cái giai đoạn này thì con nhện giá nó có gây hại thì nó đã gây hại rồi, tức là nó đã leo lên bông rồi. Do đó mà anh phải xác định xem cái mật số sâu cuốn lá có nhiều hay không, có ảnh hưởng đến cái bông lúa hay không. Bởi vì lúc này nó đã vào chắc rồi thì chúng ta không nên phun thuốc nữa. Cảm ơn thạc sĩ Thủy. Anh Lê Văn Khải ở U Minh Thượng cho biết lúa của anh 73 ngày xịt Lakasoto có vô gạo nhanh hay không? Mời thạc sĩ Trân. Xin chào anh Khải. Rất tiếc là anh Khải không nêu được cái giống lúa gì và hiện giờ cái thời điểm lúa của anh như thế nào. Chúng tôi muốn lưu ý anh một điều là dù giống lúa gì và bao nhiêu ngày thì cái quan trọng nhất vẫn là chúng ta xác định cái thời điểm hiện trạng cái bông lúa đã vào gạo 1/3 đến nửa bông, tức là chắc và có dấu hiệu hơi đỏ đuôi, hơi chín đỏ đuôi. Thời điểm đó là thời điểm lý tưởng nhất để anh phun Lakasoto. Cảm ơn thạc sĩ Bích Trân. Anh Tâm ở Gò Quao, Kiên Giang thì hỏi là trời lạnh có làm dịch hại phát sinh nhiều hay không? Mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Kim. Thưa anh Tâm, thì cái trời lạnh thì làm cho cái bệnh đạo ôn phát sinh rất là nặng và lây lan rất là dữ nha. Thành ra là mùa lạnh này là chúng ta phải sợ cái bệnh đạo ôn. Xin kính chào anh ạ. Cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Kim. Anh Phan Văn Việt ở Gò Quao hỏi là lúa của anh là 504, 65 ngày trổ đều mà bị sâu cuốn lá rầy nâu, vậy cần làm gì? Mời thạc sĩ Thủy. Chào anh Việt, thì anh cần xác định coi cái mật số sâu cuốn lá nó nhiều hay không. Thì ở đây nếu mà anh xác định khoảng 15 cái bao lá cuốn mà có con sâu non thì anh sẽ tiến hành phun thuốc, hoặc là nếu mà rầy cám nở rộ mật số 3 con trên tép thì anh sẽ tiến hành phun xịt thuốc theo phương pháp 4 đúng và phun cái thuốc đặc trị rầy cũng như thuốc trị sâu cuốn lá thì nó sẽ hiệu quả. Một số thông tin xin chào anh Việt. Cảm ơn thạc sĩ Thủy. Trả lời câu hỏi cho khán giả Ti Hon Ta ở Giang Thành hỏi là Lakasoto xịt chung với thuốc khác phun lúc lúa trổ đều được hay không? Mời thạc sĩ Trân. Xin chào anh Ti Hon Ta. Như vậy thì lúc lúa trổ đều mà phun Lakasoto là điều chúng tôi không khuyến cáo rồi, bởi vì nó chưa đúng mục đích.
mục đích của chúng ta là để lúa giàu gạo ở giai đoạn tiếp sức cho cái lúa ở giai đoạn mà lúa đã cong trái me, lúc mà bắt đầu lá lúa vàng trở về sau. Như vậy thì cái việc mà cộng chung với các thuốc khác thì được. Cơ bản là ví dụ ở giai đoạn cong trái me mà có bị rầy di trú tấn công với mật số cao thì chúng ta có thể cộng và phun, vì cái thuốc Lacazato mặc dù là sinh học nhưng không phải là các dạng vi sinh vật sống nên không ảnh hưởng gì cả. Cảm ơn thạc sĩ Bích Trân. Anh Nguyễn Văn Úc ở Tiền Giang hỏi là hiện nay sâu hại nhiều do biến đổi khí hậu hay là do canh tác liên tục? Mời phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Kim. Thưa anh Úc, thưa bà con, thì do cả hai, biến đổi khí hậu mà là canh tác, mà canh tác liên tục là quan trọng nhất. Xin kính chào. Cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Kim. Anh Hoàng Phúc Trưởng ở Cần Thơ hỏi là lúa Jasmine được 90 ngày bị vàng lá chín sớm có ảnh hưởng đến năng suất hay không? Mời thạc sĩ Thủy. Chào anh Thượng. Thì chúng ta thấy là bệnh là vàng lá chín sớm, nếu mà nó xuất hiện sớm, tức là khi mà lúa trổ, chuẩn bị trổ hoặc là trổ lác đác thì nó sẽ ảnh hưởng đến năng suất. Tuy nhiên ở đây thì lúa anh đã 90 ngày rồi, sắp thu hoạch rồi thì nó sẽ ít ảnh hưởng đến năng suất hơn là khi mà nó xuất hiện sớm khi mà lúa mới trổ. Xin kính chào anh. Cảm ơn thạc sĩ Thủy. Trả lời câu hỏi cho anh Nguyễn Văn Thuần ở Tân Hiệp. Lúa vàng lá đến khi trổ vẫn còn vàng lá, hỏi công ty xịt thuốc gì? Mời thạc sĩ Bích Trân. Kính chào anh Thuần cùng bà con. Trong trường hợp vàng lá này rất có thể là nguyên nhân là tình hình chung là do thời tiết lạnh. Do đó việc phun thuốc gì anh hãy hoang mang. Mà chúng ta nên xác định rõ cả cánh đồng bị vàng hết thì có thể là do thời tiết. Còn nếu mà cá thể ruộng của chúng ta bị vàng thì chúng ta hãy tra lại các nguyên nhân, trong đó có vàng lá chín sớm hoặc là do rầy cánh trắng hoặc là do rầy nâu, tùy đối tượng mà chúng ta tác động cái loại thuốc đặc trị. Thưa thạc sĩ Bích Trân, anh Trương Văn Tân ở Dòng Riền hỏi là Lacazato xịt vào giai đoạn cong trái me có làm tăng tỷ lệ hạt chắc và lúa có nặng ký hơn hay không? Mời thạc sĩ. Xin chào anh Tân. Lacazato cụ thể sẽ giúp tăng tỷ lệ hạt chắc trên bông là 10% và cái trọng lượng ngàn hạt thường 90% là quyết định ở cái đặc tính giống. Tuy nhiên khi anh tác động cái Lacazato, chúng tôi khảo nghiệm và thấy rằng cái phần mà cái trọng lượng ngàn hạt có tăng lên 0,2 đến 0,5 gram khi mà anh tác động cái Lacazato. Điều này thì anh có thể cân, nếu mà chúng ta có điều kiện cân điện tử đó thì chúng ta có thể kiểm tra được. Cảm ơn thạc sĩ Bích Trân. Trả lời câu hỏi cho anh Nguyễn Văn Thanh ở Dòng Riền. Bệnh than vàng và than đen tác nhân do đâu? Có làm giảm năng suất hay không? Mời thạc sĩ Thủy. Chào anh Thanh. Thì bệnh than vàng và bệnh than đen đều do một loại nấm gây nên. Và chúng ta thấy rằng là nếu mà những cái ruộng mà chúng ta phun thuốc dưỡng nhiều hoặc là có những cái giống thì nó bị than vàng nhiều. Thì nếu mà bị bệnh than vàng nhiều trên ruộng thì nó sẽ ảnh hưởng đến năng suất. Tuy nhiên là hiện nay thì chúng tôi thấy là nó xuất hiện lác đác thôi chứ nó không xuất hiện nhiều như mà chúng ta thấy mà nó làm giảm năng suất. Do đó một số cái thông tin mà chúng tôi muốn trao đổi với anh Thanh. Cảm ơn thạc sĩ Hồng Thủy. Thưa bà con và các bạn, qua thời gian thực hiện chương trình thì chúng tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi của quý bà con trong và ngoài tỉnh gọi về giao lưu với chương trình, và ban tổ chức đã bình chọn ra được 3 câu hỏi có nội dung giao lưu hay nhất. Đó là khán giả Lâm Thị Hà ở Rạch Giá, Kiên Giang có số điện thoại 0169 369 6024, khán giả Quỳnh Ngọc Hải ở Cần Thơ số điện thoại 0917852376, khán giả Lê Phúc Nhịn ở Hậu Giang số điện thoại 0166408 2101, và 3 câu hỏi hay qua ảnh. Đó là khán giả Nguyễn Văn Bản ở Vĩnh Thạnh, Cần Thơ, khán giả Nguyễn Thị Mê có số điện thoại 0912723744 ở Cái Bè, Tiền Giang, và khán giả Nguyễn Đình Thuần có số điện thoại 0939732931 ở Vĩnh Thạnh, Cần Thơ. Một lần nữa thì chúng tôi xin được chúc mừng các nông dân có câu hỏi giao lưu hay gửi đến chương trình. Và các phần quà của khán giả sẽ được công ty Tân Thành chuyển đến cho bà con qua đường bưu điện trong thời gian là 7 ngày. Và những câu hỏi mà chưa thể trả lời được cho bà con trong thời gian thực hiện chương trình thì công ty Tân Thành sẽ trả lời cho bà con trong thời gian 48 giờ. Ngoài ra những khó khăn trong canh tác cần phải xử lý ngay thì bà con có thể gọi điện thoại qua số 0710365286 để được tư vấn kịp thời. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại 0710365286.
Thưa bà con và các bạn, chương trình Chuyện Nhà Nông Sức Mạnh Sinh Học kỳ 23 đến đây là hết. Hy vọng rằng qua thời gian thực hiện chương trình thì các nhà khoa học phần nào giúp cho bà con có thêm những kinh nghiệm để phòng trừ hiệu quả dịch hại ở giai đoạn lúa trổ đều, chăm sóc cây lúa phát triển tốt. Và chương trình Chuyện Nhà Nông Sức Mạnh Sinh Học năm 2014 sẽ có thêm nội dung, đó là 3 phần quà dành cho 3 câu hỏi hay quốc kèm hình ảnh tình huống gửi về cho chương trình. Do đó mà bà con nông dân có thể gửi trực tiếp câu hỏi và hình ảnh tình huống cho cán bộ kỹ thuật của công ty Tân Thành tại địa phương, hoặc là gửi về theo địa chỉ bưu điện Tổ Tư vấn Sức Mạnh Sinh Học công ty Tân Thành, số 3165, thị trấn Thành An, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, và địa chỉ email sucmanhsinhoc@tanthanh.co.vn. Hẹn gặp lại bà con trong chương trình kỳ thứ 24 phát sóng vào lúc 19 giờ thứ năm ngày 6 tháng 3 năm 2014 với chủ đề Sức mạnh sinh học chắc cậy đầy bông. Thay mặt những người thực hiện chương trình, cảm ơn các nhà khoa học đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn bà con nông dân đã quan tâm theo dõi cũng như gọi điện thoại đến để giao lưu với chương trình. Bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào các chương trình kỳ sau.